dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Chào đa số những bạn bạn đọc thân mến, là một người hay mua sắm online trên mạng nên tôi dành thời gian phân tách toàn bộ về những sản phẩm mà mình định tậu. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong số những bạn khi sắm một sản phẩm nào đây cũng đã từng lưỡng lự không biết chọn lọc sản phẩm nào là rẻ nhất trong muôn ngàn những loại sản phẩm và thương hiệu đang với trên thị trường. Với mong muốn đem lại cho khách hàng các bài viết phân tách chất lượng rẻ nhất, mang phương châm tốt nhất, mới nhất, phù hợp nhất và sẽ luôn cập nhật liên tiếp các sản phẩm mới vừa được chính thức ra mắt và hoàn toàn phù hợp sở hữu mỗi nhu cầu tư nhân của khách hàng. Bên cạnh đó, Vụ Ong Chi Hung cũng sẽ tuyển lựa và tổng hợp các nơi bán uy tín nhất. Trong khoảng đó, mọi các bạn sẽ luôn được đảm bảo về việc sử dụng nhà sản xuất sắm mua online và nhận lại được những sản phẩm xứng đáng có niềm tin đã trao cho thị phần này. Rất nhiều các bài viết review tìm hiểu trên đều được tổng hợp kỹ càng và gần như chi tiết thông báo để giúp độc giả nắm bắt được nhanh nhất, qua đó sở hữu cho mình sự chọn lọc đúng đắn nhất. Trong phạm vi bài viết này, mình xin mạng phép giới thiệu tới quý đọc phách của vụ Ong Chi Hung về chủ đề tìm hiểu Sai là gì. Thông tin chi tiết về dự án Sai và Coi. Sai là gì? Zaziu là một blockchain lớp 2 được xây dựng trên chất nền. Nó cung cấp cầu nối để kết nối các giải pháp L2 khác nhau để các ứng dụng phi tập trung có thể cung cấp trải nghiệm giao dịch liền mạch cho người dùng cuối. Zaziu được sinh ra để giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng với cơ sở hạ tầng blockchain hiện có và được thiết kế với khả năng tương thích EVM. Zaziu mang lại lợi ích gì cho các nhà phát triển khi xây dựng trên Suchate? Zaziu triển khai một chuỗi khối dựa trên port tương thích với EVM trên chất nền. Các nhà phát triển có thể dễ dàng chuyển sang Zaziu từ Ethereum mà không cần phải làm quen với một giao diện lập trình khác hơn nữa, là một nền tảng hợp đồng thông minh, Solidity có thể hỗ trợ nhiều khả năng hơn các giải pháp được thiết kế chỉ để truyền giao giá trị. Nó có thể được sử dụng như một sân chơi cho người mới bắt đầu mà không cần quá nhiều chi phí ban đầu hoặc hy sinh trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng khung te, sai mở rộng các dịch vụ có thể được triển khai bởi các nhà phát triển như truy cập dữ liệu bên ngoài và kết nối với hệ sinh thái Pacasot Paza. Solidity, cầu nối với các giải pháp lớp hai khác. Solidity giao tiếp với các lóc lớp 1 và lớp 2 khác thông qua cầu nối hai chiều có các hợp đồng thông minh ủy quyền được thực hiện trên chuỗi khối Giai Diêu để tương tác với các chuỗi khác, với mạng lưới các trình xác thực để đảm bảo tính bảo mật của tiền. Đối với người xác nhận, có các ngưỡng đặt cược mà họ cần đáp ứng, tương tự như các vị thế nợ được thế chất. Dự án đang bắt đầu với một cây cầu duy nhất để kết nối với các mạng khác nhau để giao dịch nhanh hơn, khi quản trị phi tập trung trưởng thành, nhiều cấp độ phân cấp và tùy chỉnh hơn có thể làm cầu nối cho thiết kế. Sản phẩm của Raiju, cầu nối, bộ tổng hợp cầu Raiju kết nối với các cầu tài sản phổ biến bao gồm MultiXIZ Matic và BSC để cung cấp định tuyến tốt nhất cho người dùng muốn chuyển tài sản qua các chuỗi khối. Người dùng có thể chọn chuỗi và tài sản mà họ muốn trao đổi, đồng thời họ có thể đánh giá các tùy chọn dựa trên chi phí và tốc độ. Cầu lớp 2 có nhiều giải pháp lớp 2 hiện đang phục vụ các nhóm người dùng và ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại hệ sinh thái còn khá phân mảnh với các chuỗi lớp 2 tách biệt với nhau. Tại Zaiju, các thợ đào được phân bổ cho cả chuỗi khối Ethereum và các giải pháp lớp 2 như chuỗi cuộn lên, chuỗi bên và kênh trạng thái các nút điều hành này đang xác minh các giao dịch xuyên chuỗi trước khi đồng bộ hóa với các chuỗi khác bên ngoài Giai diêu. Chuỗi Giai diêu, chuỗi lớp 2 của Giai diêu là một chuỗi khối bằng chứng cổ phần, bot cung cấp năng lượng cho các hợp đồng thông minh có mục đích chung, được xây dựng trên chất nền, Giai diêu nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch nhất cho các nhà phát triển. Giai diêu chen duy trì sự đồng thuận của riêng mình. Đặc điểm của Giai diêu, cầu nối tốt hơn với lớp 2 các giải pháp. Hiện tại, các giải pháp lớp 2 được phân khúc với các ứng dụng độc lập trong các hệ sinh thái khác nhau này, được xây dựng trên chất nền, chuỗi sai diêu kết nối với hệ sinh thái lớp 2 và cung cấp giải pháp rẻ hơn, nhanh hơn và thân thiện hơn với nhà phát triển. Thích nghi với nhiều hệ sinh thái, dài diêu hỗ trợ các tài sản trên các lớp cơ sở hạ tầng khác nhau như Ethereum, BSC, Ava, Solana, vân vân để người dùng có thể tận hưởng các ứng dụng tốt nhất của từng hệ sinh thái mà không cần phải chuyển tài sản từ thủ công từ chuỗi này sang chuỗi khác. Tùy chỉnh dựa trên tốc độ và chi phí, luôn có sự đánh đổi giữa tốc độ, bảo mật và chi phí để giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng cho các lớp lớp 1 bằng cách cho phép người dùng chọn một giải pháp nhanh hơn so với giải pháp tiêu chuẩn, Zizil cung cấp tính linh hoạt hơn cho các đế áp với các yêu cầu khác nhau. Định tuyến hiệu quả cho các giải pháp chuỗi chéo, Zizil tổng hợp các cầu nối xuyên chuỗi để cung cấp giải pháp một cửa cho người dùng sử dụng các ứng dụng trên các blockchain khác nhau. Trên Zizil, người dùng có thể chọn các cặp tài sản và tìm ra con đường tốt nhất về thời gian và phí giao dịch. Thông tin cơ bản về token ZIS, tên token, Zizil, te, chuỗi khối, đang cập nhật, tiêu chuẩn token, đang cập nhật, hợp đồng đang cập nhật loại token, quản trị tiện ích tổng cung đang cập nhật nguồn cung luân chuyển đang cập nhật giờ is tô được phân bố như thế nào vòng hạt giống số 8% vòng riêng thứ 12 vòng công khai 0,17%, hệ sinh thái 23,83% tiết thị 10 thanh khoản và phần thưởng 6% đội ngũ và cố vấn 20% dự trữ 20% lịch trình phát hành giờ is token đang cập nhật token giờ is được sử dụng để làm gì sự quản lý, phần thưởng cho nhà điều hành nốt, ví lưu trữ token ZIS, đang cập nhật, cách kiếm và sở hữu is token đang cập nhật, mua và bán ZIS token ở đâu đang cập nhật, lộ trình, quý 2 năm 2021, mô, đun hợp đồng thông minh EVM, kiến trúc giao cơ bản, cầu nối hai chiều tới Ethereum, quý 3 năm 2021, mô, đun hợp đồng thông minh VKSM, hỗ trợ tốt hơn cho các cải tiến hợp đồng thông minh EVM, cầu hai chiều tới BSC, ZK lúc Matic quý 4 năm 2021, cầu nhanh và chậm, cải thiện hỗ trợ cho các hợp đồng thông minh VKSM. Tương lai của dự án Raydium là gì? Tôi có nên đầu tư vào JS Token hay không? Raydium là một giải pháp lớp 2 được xây dựng trên chất nền. Điểm nhấn của dự án này nằm ở những cây cầu nổi kết nối các giải pháp lớp 2 với nhau, mang đến cho người dùng trải nghiệm sử dụng liền mạch cũng như tính liên kết cho các giải pháp lớp 2 hiện có trên thị trường thị trường. Qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã phần nào nắm được những thông tin cơ bản về dự án để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình mình không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn chúc các bạn thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận từ thị trường đầy tiềm năng này có thể bạn quan tâm